Suy niệm lời Chúa ngày thứ bảy tuần 22 thường niên. Tin mừng theo Thánh Luca. Có mấy người Pha-ri-siêu nói: Tại sao các ông làm điều không được phép trong ngày Sa-bát? Đức Giê-xu trả lời: Con người làm chủ ngày Sa-bát. Suy niệm: Người Do Thái giữ rất nghiêm luật nghỉ ngày Sa-bát. Ngày đó không ai được phép lao động vì Thiên Chúa đã nghỉ ngơi và thánh hóa ngày đó. Việc các môn đệ của Đức Giê-xu bứt lúa rồi vò trong tay mà ăn bị người Pha-ri-siêu xem là như đã gặt lúa và xay lúa. Việc bị cấm trong ngày Sa-bát thì thật là quá đáng. Quả là các ông Pha-ri-siêu này đã chẻ sợi tóc làm tư, khiến luật nghỉ việc ngày Sa-bát đã trở nên gánh nặng và đã là cái cớ để bắt bẻ, kết án người khác. Thay vì luật phục vụ con người, thì nay con người thành nô lệ cho lề luật. Chúa Giê-xu đã phản đối lại thái độ đó và Ngài kết luận: Con người làm chủ ngày Sa-bát. Thái độ chẻ sợi tóc làm tư, soi mói những tiểu tiết vụn vặt để bắt bẻ người khác là một bằng chứng của người sống thiếu tình người. Nếu phải sống với một người như thế thì thật là một ác mộng, phải không bạn? Thế nhưng không chừng bạn đang là ác mộng cho những người sống xung quanh bạn đấy. Nghiêm khắc với mình, khoan dung với người, đó là nguyên tắc sống để diệt trừ thói xấu chẻ sợi tóc làm tư. Bạn hãy kiểm điểm xem bạn có thói xấu chuyên làm ầm ĩ những sự cố lẻ tẻ để phủ nhận thành quả của người khác không? Hôm nay, hãy loại trừ thói xấu bình phẩm, vội vàng và chỉ nhìn những khía cạnh tiêu cực. Thay vào đó, hãy có suy nghĩ hướng tích cực. Lạy Chúa, con vẫn thường đòi hỏi nơi người khác rất nhiều, nhưng lại nuông chiều bản thân. Xin giúp con biết sống bao dung và yêu mến Chúa nhiều hơn, để cuộc sống của con trở nên nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn. Amen.